hồng trần vũ. Nên nhớ thơ con tung về tàu mưu thỏa tâm vời vợ đừng điên đào tiếng con đi cần giữ gìn một con nguyện tâm chung y thân trước tòa bàn trời phật chứng minh, hai nguyện đăng chúc đề trình lễ đi bất túc nhưng tâm thành con thank you.
nhiều thần long còn tân nương chứ ban vàng biết lộc ngân pha đồ cho các đệ tử nhà nhà Ngọc Nhang đang thẳng phất thỉnh chúa bà bản cảnh đỉnh vàng công chúa linh những lô nhang xe loan trúc chiếu chắc dáng dương đồng ngọ nguyễn cát nhật lương thời hoa thi kỳ hội khánh đảng kiệt vàng ngày đại an giờ đại cát bản điện ngũ phúc khổng long điện thanh đồng đạo quan trụ trì hòa nguyễn trúc quân thỉnh bóng chúa về la nghệ đầu đồng gia hộ độ trì cung phù cho bản điện ngày một hưng long khách đáo trùng lai thanh đồng ngọ nguyễn được thân cung khang thái quái giỏi tài cao một điều không xảy bảy điều không sai để cứu dân độ thế cứu khổ độ mê cứu đâu được đấy cát nhật lương thời gia chủ phu thê đôi họ ngọ nguyễn chúng con chí tiết tâm thành tu thiết lễ nghi nha hoa đăng trà quả thực phù lưu thành trước kim ngân lễ vật thỉnh thánh mời đồng thanh đồng ngọ nguyễn đại tấu dẫn trình tiền thỉnh pháp sư từ khu ngũ khổng long điện tuyên hành qua vào thu thiên kiếp giới kiến lễ cung ninh long vân khánh tiệc phát thành quan điệp thỉnh vật kỳ thiên cung ninh đỉnh thần tam tứ phủ thiết cúng sơn trang phụng cống long chu tượng mã hình nhân tích tướng thế đại mệnh hình kỳ an tu phúc bá thí cô hồn để nguyện cầu bản mệnh gia nội dĩ đắc bình an lộc tài vượng tiến tăng diên trường thọ sự lại chúa người của chúa gia bản trong tay chúa trên chúa tấu đối thiên đình dưới chúa lệ trình thoải phủ tiền thời khai dân lập ấp hậu thời khuôn phụ cho muôn dân chúa gia hộ độ trì cho phu thê đôi họ nguyễn trúc quan ngày hôm nay canh đàn khóa lễ đắc bái đắc bạc lòng thành được công thành danh toại trốn gia trung được quyền xuôi một bến nước chảy một dòng già được mạnh khỏe trẻ được bình an bốn mùa được bát tiết thương lòng phúc lai tài tống mở quán bán hàng thương mại được khanh thông lộc gần tìm ra lộc xa kiếm đến để trên lo việc thánh dưới cánh vác việc gia trung làm ăn có lộc có tài thì chúa gia hộ độ trì thanh đồng đạo quan lính ghế gần xa bách gia trăm họ tay quỳnh tay quế văn đàn chúc thánh cầm ca được nhà nào phúc ấy sở cầu được như ý sở nguyện được tòng tâm a di đà phật lại chúa. Thế mà nhỉ, thế mà cái chúa tôi còn kén người tài nhỉ? Lại chúa mà chẳng kém kẻ đơn sai hai lời nhỉ. Ô thế mà ăn cơm cửa chúa thì phải múa tối ngày nhỉ. Chúa thế mà cái đất linh đất thiêng nhỉ, thế mà cái chúa tôi có lời ban khen bàn thưởng nhỉ. Chúa pháp sự nhỉ? Đầu xanh tuổi trẻ ấy. Sửa pha khắp nghi
Ngài thờ vương văn tiên chúa nguyệt ngờ mắt
Thank you.
rồi xác định ở đời cho chân thói đời đời giàu sang. Thank you.
linh vì đông phương sơn thủy
sinh phụ mạng kinh kính lệ tài quả chú đàn duyên. Tài mà không lên kim ngân, tài mà không lên trình con đề hết chú về gõ bàn kê cho mình càng tình. Lộc tài vượng tiến tăng diên trường thọ sử kim thần mộc ân thanh đồng đạo quang nguyễn đình biệt thiểu thanh cương trụ trì ngũ quốc hồng long điện đại tâu dẫn trình đệ tử tín chủ nguyễn văn sơn bản mệnh sinh như quý dậu niên hành canh tam thập nhị tuế đê nguyễn thu thảo bản mệnh sinh như bính tý niên hành canh nhị thập tử tuế nam tử nguyễn văn minh thành bản mệnh sinh như giáp tỷ niên hành canh nhất tuế nữ tử nguyễn ngọc hà mi bản mệnh sinh như tân sử niên hành canh tư tuế thần phụ nguyễn văn thanh bản mệnh sinh như quý mão niên hành canh lục thập nhị tuế thân mẫu trần thị loan bản mệnh sinh như nhâm dần niên hành canh lục thập tam tuế cập các chư thanh đồng đạo quan lĩnh ghê gần xa bách gia trăm họa hương tử bản điện thành tâm hiền cũng đặng tức nhật ngưỡng can đại đức phủ giám phàm tâm ngôn niệm thần đẳng sinh cư dương thế dô hạ thiên cung hạ càn côn trưởng dưỡng tài bồi ngữ tiên thánh phù trì bảo hữu tư nhân các nhật lễ đạo kỳ an cần cụ sớ văn tiền thân thượng thấu cung quy đại nhất vương quan xích lần đông hải đại vương ngọc bè cúng ngọc hồng từ đồng thủy trưng giám phụ nguyện và thanh chứng minh quan đệ nhất chứng giám bảo hư quốc tích tinh thường trừ tai ứng phổ toàn gia cộng mộc ân quang tín chủ quân mông quốc chỉ
kiến lộc chiêu tài thế thế hưởng thái bình chi phúc nhân căn vật tình biết biết tề thiên thọ chi bát tiết an bình tứ thời nội là đáng thần tình vô nhẫm khích tiết bình vinh chi trí cẩn sớ thiên vật giáp thì niên thu thiên tiểu nguyệt cát nhật lương thời thần đệ tử khấu thủ hà nam thượng sớ trong tổ nên khi ngưng sắc trong tổ nên xin quan đề nhất chúa phê võ đàng khi cho hình càng vinh nhìn từ trạng sinh phê cho đôi chữ trạng sinh chữ phu chữ quý thang linh võ trường tìm cho giúp mắt đôi đường hai chữ vương thường phê cho hai chữ tinh thường cử nhà vĩnh kiệt mọi đường hay không cứ rằng sở như con tâm có la sư hồng người trần gian có la sư hồng đề trước công đầu phật anh chứng tông quan về tôn sư liên trình à, phụ tiền tiếp lễ hả như là phật còn anh dáng đèn dáng thủ dáng phúc nhiều ẩn hả bàn khen bàn thưởng tăng phúc tăng thọ trụ trì sở tại hả cũng như Đông Hải họ chỉ Nam Sơn thân cùng hàng thái cùng xuống tự tùy quế về đi tốt ta hoàn wow. Kèn bàn thưởng pháp sự tuyên hành ha án chấp tràng nghiêm bút nghiên quan hành phê chuẩn ha bàn kèn bàn thưởng tay quỳnh tay quế những ghế bốn phủ cùng đàn tiếng hát theo hương chúc thánh cầm ca anh cho được bách nghệ tinh thông ha từ nay trở đi từ chi hướng họ bước chân mở cửa nhìn thần được nở cành xanh mọn ha quan bàn kèn bàn thưởng chứng quả lòng thành cho đôi nhà ra lễ đôi nhà họ Nguyễn ha đồng chữ gia quý đẳng được gia đạo hưng thịnh bản mệnh bình an độc tài vượng tiến anh hùng chấp kim ngân tài mã cùng nào tiến về sở ấy được đẹp lòng quan trên êm lòng quan dưới hả ban khen ban thưởng con nhang bản điện tặng nữ phúc hồng lòng bách gia trong họ theo về nhà nào được phúc ấy hả cầu tài giải tài cầu hạn giải hạn hả được tài như xuyên trĩ tộc tựa vân lai được tài mùa xuân được lộc mùa hạ được tươi như lá được đẹp như hoa phúc lộc đề đa mà tiền tài mang tới hả Đào thanh hiền quan lớn tu thiên chọn quả phúc muốn sang Tây chúc tìm kho thành tai nghe lòng vẫn im như say chờ chung bảo khi tam phủ đều
quốc mẫu ngự mình, bách thần ngự phó. Ông lớn này ngự đông, trong tam cõi cửu châu quy đầu vòng bay, ông lớn đồ Việt Nam quốc thái dân an thịnh gia. Nhiều quan đề nghị thiên đình và gia hồi cung, thái tử đề tam đức tôn thần, ông lương thái tử đề tam quân binh quán cổ chức đảng ban cầm quyền, ninh nghị long nhang thịnh tư phủ vương quan. Phi phương hiền bảo âm nhau, tinh hình không lớn khác thường, tinh hình dâng một chén nhang tấu về quảng phủ các cung các tòa thiên đình trông có diêm la. Ông lớn khay hương phong nhang thắp cờ diều quang minh chứng đèn trung nam thích tăng cùng vàng kim phúc hoàng thân trần thánh chúa thiên chân vương pha phật giả ân từ bi bấn chúng sinh phù ngã kinh kinh thạch khai quang và chú đàn diêm. Để nạp thiên tàu sơ văn, để nạp thiên tàu dâng lên cho đơn hương cao đế đình hạ trình thủy phủ long cung.
giáp bạc bao phen nhuộm đỏ ngớm hồng ngài sung kiếm trong tay rẽ phong ngàn đêm
mình tiến đường đầu. Nước tan vàng trăng vàng sóng trăng dưới đồng đình thì lầu các quy ra trên trời muôn ánh sao xa dưới nghìn thì vô ba tòa tôn trần ngắm thiên hải hà trung đông nước xanh truyền hai từ đèn đầu dòng trôi trôi sông ngang nhập đồ phong bạc mà lành gian cả buồn lúc gió yên để lặng một chốc lúc ầm ầm thì tố lốc cuồng phong đùng đùng bốn phía tây đông quỳ cùng dâng nước chỉ mịt mờ khô nước róc rách trên ngàn hơi cơn thuyền rồng bát ngát không chờ truyền trăm chiếc thuyền nai dẹp quân cướp nước trước thuyền
phát thành quan điệp thỉnh Phật kỳ tiên phí cô tảo quan cung linh đình thần tam tứ phủ thiết cung sơn trang kỳ an ba lý cô hồn kỳ bản mạch gia nội lý đắc bình an tiền đài vượng tiến công danh sự nghiệp thành đạt tăng diên thượng tọa thử kim thần mộc ân danh đồng đà quan nguyễn đình việt hiệu thanh phương trụ kỳ ngũ phúc hồng long điện đạt tâu dẫn trình đệ tử lễ chủ nguyễn văn sơn bản mạch sinh như quý dọc niên hành canh tam thập nhị tuế đề nguyễn thu thảo bản mạch sinh như vĩnh đi niên hành canh nhị thập tử tuế nam tử nguyễn văn minh thành bản mạch sinh như giáp thì niên hành canh nhất tuế nữ tử nguyễn ngọc hà mi bản mệnh sinh như tân sửu niên hành canh tư tuế thần phụ hoàng nguyễn văn thanh bản mệnh sinh như quý mão niên hành canh lục thập nhị tuế thân mẫu trần thị loan bản mệnh sinh nhâm dần niên hành canh lục thập tam tuế đồng các chư thanh đồng đạo quan lĩnh ghế gần xa bách gia trăm họa hương tử thành tâm thiên cũng nghĩ đằng thiết na niệm đệ tử tín chủ mệnh trọng số cao thân tàn vị tốn dục bảo bình an tiền thân bái đảo ngưỡng tiên thánh chi phù trì lại thần uy như bảo hộ do thị kim nguyệt các nhật tiền thỉnh đạo linh điệu khu ngũ phúc hồng long điện sứ tu thiết tiên sinh kỳ an pháp đàn ca nhất tiên chùa nhi tám na kim sắc pháp tiên nhĩ biệt qua vọng tuyên na hành trì phù kim ngân tài vật tượng mã đại hình phi ni đâu kiến thượng thiên thượng ngàn phải phủ chư vị thánh tiên hội đồng tôn quan chầu bà ông hoàng tiên vô thánh cậu liệt vị bộ thừa được mã thị được long chu vân du bảo sở cố giác tư giác hướng tam lưỡng thiên múa tứ phù và tinh công đồng tranh đế ngọc bè phủ khất khán thường xử lý quảng vận thần uy như bảo hộ chính chủ thân cung tráng kiện mạnh vì được tiên trường tài lộc tăng đa phúc lai đa đống các tập cung tiêu nhất thiết sở cầu tầng tâm quả tọa khi hành thuế nữ giáp thì niên thu tiên kỷ nguyệt cát nhật tương thời tháp lương đàn pháp sự tần đệ tử tự pháp thông phục hành su phi chuyển nhân hám su phi tạm tiền thương thương tám văn độ thì tả pháp kim độ kim tịnh nhị từ trạng sinh tê to đô chữ trạng sinh chữ phu chữ quý ngang linh tỏ thiền phi to giúp mắt vui được hai chữ phương hướng thi cho hai chữ phương hướng cửa nhà vị kiên mọi đường hành thông chứng rằng dân gian có la sứ hồng để trước công đồng Phật thanh chức thanh quan quật tâu sư liên trình từ tràng sinh phi cho hai chữ tràng sinh cử nhà phú quý hiển vinh đời đời phi cho vinh mãn đôi đường xuân hạ thu đông bốn mùa xuân hạ thu đông mùa xuân cầu lộc hạ thu cầu tài đức về giải thoát trừ tan trần thế biết tay ra uy trần thế biết tay tự lên đầu tử cứu người trần gian cộng cho đệ tử bình an đông đây bị đang đầu cho tiếng chủ bình an dẹp hết ta vì bạn đang đi về vương bình sẽ nó đi về có phép ông vào vùng đài có phép ông vào vân đài tu áo và uy khán đảm theo ông đôi mang thu bình đôi mang thu bình phép ông đôi mang thu bình có đêm thanh đường thiên đình và hoa dần ngày lên chảo cầu tôi lửa cháy rừng rừng lửa cháy cùng con chảo cầu tôi lửa cháy rừng rừng tôi thay ông hoàng thứ tung ngũ hành tay ấn quyết và
có vấn gì. Có phép ông ta gần đây, có phép công ta gần đây mua áo vào đi sáng làm phép ông tư bá tư phỉ cổ lên khăn thường tiên linh vào uy hùng thổ vô độc bảo chân đất này lưng giáo dầu rơi lửa cháy bùng bùng lửa cháy bùng bùng giáo dầu rơi lửa cháy bùng bùng đôi tay ông ta tứ tung ngũ mảnh tay nhấn thiết và uy dấu mặt phần phù văn cứu độ dân thi trần thế công tử cứu thầy nhân ca đồ cho tín chủ bình an đôi má thu phỉnh phép ông đôi má thu phỉnh có đen khăn thường thiên đình ba hoa mặt cổ tù ra uy hùng thỏ vô đạo bảo chân giật cây nung chảo đầu rơi lửa cháy bừng bừng lửa cháy bùng bùng chảo dầu sôi lửa cháy bùng bùng ta vì dỗ mặt tần mù dân ma cứu dân lành cho dân an thái phật dân an quốc thái bình an ông lớn hay cương dông nhang phật cầu diệu hoàng minh chứng đàng thiên hạ tích tăng cúng giả kim khủng hoàng thân phật thánh chúa thiên trường Thank you.
chi đò quýt khỏi vòng gương tỏ. Hay đôi cò duyên đò tình bao giờ buồn xuân thiếu bạn tình chung tình thỏa lòng chán xì mấy lâu phì được lớn họ dài dòng những gia hộ độ trì cho các hương tử của bản điện ngũ phúc hồng long điện, nhà nào phúc ấy lộc gần tìm ra lộc xa kiếm đến bình an vô sự. Thì kim nhật dạ thời tam vị pháp sư chúng con hồi vu bản xứ thì ông gia hộ độ trì đạo giáo được thương long pháp môn được hiển đạt để đi cứu dân độ thế, cứu khổ độ mê, cứu đâu được đấy, trên đường về được thượng lộ bình an lại quan. A Di Đà Phật. À, tôi nhìn quả phạm đó, bắt tấu biểu quảng đó, ám chất tràng hiểm mũ kiềm ngành về rồi chuẩn hợp, quan tư chất kim ngân tải mã hợp, bàn kèn bàn tổng cảm pháp sự đồ bản xứ hợp, quan đạo giáo hương nằm pháp môn nhận đạt hợp, để hoàng dương thánh đạo nhà quan cái mãn nóng sĩ triều được cao phà chán nghệ hợp. Quan. À. Ban thưởng không? Đồng đèn sở tại hả? Thân tương khang thái bệnh bị bình an sung sướng tình quế mẹ tươi tốt hả? Ban khen ban thưởng cho đồng cao bóng cả, đồng cả bóng cao hả? Con nhà tứ phủ bước chân mở cửa quan anh được nở cảnh xanh ngọt hả? Ban khen ban thưởng tay quỳnh tay quế những ghế bước phủ quan đàn tiếng ngắt đều hương trúc thánh cầm ca hả? Ông cho bách nghệ tinh thông hả? Để thần hôn phụng sự cái mãn bóng xế chiều được cao và trắng lẻ hả? Ban khen ban thưởng cho đôi nhà họ Nguyễn hả? Thần cùng thằng thái lệnh bị bình hạn hả? Tăng phúc tăng thọ anh sinh vị sinh đồ luyện các họ hả? Cũng như đồng hải thọ thủy nam sơn trăm bệnh kiều tán vạn bệnh kiều trừ hả? Ngày nay người của nhà quan của nhà quan hả? Nhập kim ngân tài mã sứ quả đồng thành tay son đủ số đủ vận để nội ta ngoại thủy nó bất đắc vọng hạnh hả?
cửa hàng cửa hiệu không cho được thương mại hình thông tiếp tục hoạt động của gia đình cần có mong hả. Ban khen ban thưởng con nhang bản địa hồng nồng đồng bách gia trăm họ theo về á. Lộc tài như xuyên chí lộc tự vân này á. Nước trong nước ngoài nước nào cũng có lộc có tài có ngân có xuyến hả. Thank you.
nguyệt soi dòng sông sông xanh vàng son một thủ lưỡi đao
bỗng dưng ngò tố lên đầu và sắp kiếp trước nở cùng trừ thiên cơ trời
đồ cho nó nước nhà nhà đứng. Ngày thứ hai có giữ lòng trong pha sang ngon nhưng con chẳng dám đơn pha xin đông hà phúc hoa khai cho dân nam kinh tịch biển tai kinh đường ba con nguyện đèn hướng dân tiến tu xin toàn thương đêm hò nguyện hồi cung năm thiên đế thích truyền
Bồng treo